Dạ, A Di Đà Phật. Xin chào quý đồng hương Phật tử. Đây là channel YouTube của chùa Phổ Hiền. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2020. Chỉ còn 3 tuần nữa thôi là chùa Phổ Hiền chúng ta đón Tết cổ truyền năm Canh Tý 2020. Và hai tuần sau nữa thì chùa chúng ta có cái show hội chợ Tết, là chúng ta đón xuân trong cái khuôn viên của chùa Phổ Hiền, là tọa lạc tại 1100 Old Royston Road, Metheny Park, Illinois, trong tiểu bang Illinois, là thành phố Metheny nằm ngoại ô, trung tâm là Chicago. Từ thành phố Chicago lái vào đây thì 1 tiếng rưỡi, từ phi trường này lái 1 tiếng. Xung quanh đây thì có 2 chùa và cộng đồng người Việt đây thì không đông lắm, thì dầm khoảng trên dưới 1000 người. Thì mỗi năm chùa chúng ta đều có cái show Tết gọi là hội chợ Tết. Thì năm nay chùa chúng ta vẫn giữ thông lệ là làm hội chợ Tết, và đây là những cái phần quà cũng như là cái show, những cái show Tết, và có những cái giải thưởng cho những người đến tham dự may mắn bốc thăm trúng thưởng. Và đây là cái poster flyer, là cái chương trình Tết như này đó. Chúng ta có những cái ca sĩ và những hoa hậu là phát tâm hát cúng dường cho ngày Tết. Tết cổ truyền thì vẫn làm đúng ngày, nhưng show cộng đồng Tết thì chúng ta làm sau 2 tuần, tức là ngày 9 tháng 2 lúc 12 giờ trưa. Trước đó thì chúng ta có cái lễ cúng rằm, sau rằm thì chúng ta có chương trình, thì có múa lân, có dân hoa, có nhiều cái tiết mục, đặc biệt là sân khấu vui chơi và những cái bánh mứt và đồ chay ẩm thực ba miền, bánh tét, bánh chưng, bún bò Huế và nhiều cái món chay đặc biệt thơm ngon, mang đậm nét của người Việt chúng ta. Thì Tết cộng đồng là chúng ta Tết cổ truyền của người Việt chúng ta, cho nên mong bà con Phật tử có ăn Tết ở nhà xong thì chúng ta đi đến ăn Tết ở chùa. Ở đây là cái mái chùa giả để trang trí, đã có 2 câu thơ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ Tông. Đây là cái mái chùa tạm, đó là che làm mái chùa giả đây. Và trang trí sơ đây thì đây là cái số điện thoại của thầy. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2020. Thì cái cảnh quay đây là dưới hội trường, tức là sân khấu cho cái hội chợ Tết năm nay. Dàn sân khấu chúng ta đây, và dàn nhạc thì tới ngày đó thì dàn nhạc Kenny Hớn ở Chicago vào sẽ set up chuyên nghiệp hơn. Ở đây thì chúng ta có dàn sân khấu nhưng mà chưa đủ. Này. Thì cái channel YouTube của chùa Phổ Hiền là quý vị đánh chùa Phổ Hiền. Chùa Phổ Hiền, nếu mà chùa Hiền thì nó có hiện ra nhiều chùa Hiền, thì quý vị đánh thêm chữ Illinois. Illinois có chữ S nữa sao á, thì nó ra cái chùa Phổ Hiền, cái channel này của chùa Phổ Hiền. Thì chúng ta làm channel YouTube để bỏ lên. Nếu những Phật tử mà không có xài Facebook thì có thể vào YouTube. Thì đây YouTube chúng ta quay không có chuyên nghiệp, cho nên mong quý vị YouTuber và những người mà có kinh nghiệm thì hoan hỷ.
thì quý thầy trong chùa không có chuyên nghiệp, mà chỉ quay lên chỉ thông báo và cho những Phật tử không có xài gì Facebook cho để quý vị theo dõi. Thì những Phật tử khắp nơi trên thế giới đều có thể vào YouTube xem được nếu không có xài Facebook. Một lần nữa thì xin Phật tử xem được YouTube thì biết rằng cái ngày 9 tháng 2 là chúng ta tổ chức Tết cộng đồng và hội chợ Tết, trong đó bánh chưng, bánh tét và những cái món chay đặc sản ba miền. Thì về chùa tham dự thì chúng ta được dùng chay miễn phí và tham dự chương trình từ 12 giờ trưa cho đến 9 giờ đêm ngày Chủ nhật là 9 tháng 2. Thì chương trình rất là đặc biệt, nhiều hoa hậu và nhiều ca sĩ vào chùa hát phi, hát đó cống hiến cho chùa để cho bà con về tham dự Tết được vui vẻ. Tết tha hương mà, Tết ở xứ Mỹ thì nó không ấm cúng như ở Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có làm Tết thì nó thiếu đi một cái ngày thiêng liêng, một cái ngày Tết cổ truyền đặc biệt của người Việt chúng ta. Mong rằng quý vị nhận được video YouTube chùa Bảo Hiền này thì quý vị về chùa tham dự cho đông vui, và sự có mặt của quý vị là niềm động lực, là một cái niềm khích lệ cho những vị Phật tử trong ban tổ chức cũng như quý thầy quý cô được hoan hỷ để tiếp tục làm những cái Tết năm sau. Nếu mà chúng ta tổ chức ra những cái show mà vắng và ít người, cho nên những cái người trong ban tổ chức không có được hăng hái và vui trong khi tổ chức, bởi vì Phật tử không có đông và không có hưởng ứng. Vì người Việt chúng ta ít, nên mong rằng quý vị về trong vui để cho có không khí Tết. Nếu chúng ta đông vui thì có thể muốn đốt pháo thì chúng ta xin cái permit, xin cái giấy phép là trên City Hall, trên thành phố, thì chúng ta lái xe qua Indiana mua pháo về đốt thì nó cũng vui. Chúng ta đốt pháo giả thì nó không có được xin khí lắm, đốt pháo thật thì phải có permit, tức là giấy phép á. Thì nó hợp lệ thì chúng ta làm để neighborhood và những làng xóm họ không cầm lên, họ không có phiền hà gì cho chúng ta, để chúng ta tổ chức được im thấm với bà con xung quanh, để họ phiền hà thì không có tốt cho chùa chúng ta. Nếu chúng ta có giấy phép thì chúng ta được đốt pháo vô tư, không có gì trở ngại. Không gian chùa chúng ta nó cũng rộng lớn, nhưng mà có những cái show Tết thì nó hơi chật. Chúng ta đang hoàn thiện thêm những cái bạc kinh phía ngoài, tức là những cái nơi đậu xe đó. Chúng ta hiện tại thì đậu được khoảng từ 60 đến 65 chiếc khoảng đó. Nếu chúng ta có đủ thêm cái tài chánh thì chúng ta sẽ mở rộng thêm, làm để được thêm vài chục chiếc nữa, để cho những cái lễ hội và những cái tổ chức show cộng đồng như vậy nè, nó không có bị trở ngại về vấn đề đậu xe. Thì quý vị biết ở bên Mỹ thì vấn đề đậu xe là vấn đề rắc rối và vấn đề mà hơi phiền hà. Bởi vì đậu lung tung thì làng xóm và những cái người lân cận họ không có thích. Cho nên bậc kinh của chùa lớn chừng nào thì tốt cho sinh hoạt của chùa. Thường thì những cái nơi đông dân cư mà như những thành phố lớn phát triển sớm á, thì những cái bậc kinh rất là ít. Như những cái chùa ngoại ô như chúng ta thì có đất đai rộng rãi, cho nên vấn đề mà phát triển thêm, có đất đai để mở thêm bậc kinh là vấn đề chúng ta có đủ ngân sách tài chánh thì chúng ta làm. Nhưng ở nơi Chicago, nơi đông người Việt nhưng mà
chúng ta không thể nào phát triển thêm mà có đất để chúng ta làm những cái bạc kinh để cho Phật tử về đậu xe. Ở đây thì chúng ta có thể làm được điều đó. Ở đây là cái không gian của bên hội trường thôi nha, còn chánh điện thì rộng hơn đây nhiều. Đây thì tính ra nó là basement, tức là cái hội trường ở dưới tầng hầm mà. Nói tầng hầm thì cũng không phải sâu lắm, nó cũng trệt thôi. Nên nó cao tầm khoảng 3 mét thôi. 3 mét thì ở đây nó khoảng 10 feet. Ở trên chánh điện thì cao hơn nhiều, chánh điện thì khoảng 27 feet. Thì tầm khoảng 8 mét rưỡi, 9 mét. Nên khi múa lân á, và những cái chương trình nào mà nó thấy nó có tính cách cần không gian rộng hơn thì ở trên chánh điện. Và ca hát thì có những bài hà nhạc vui sưng đồ, những nhạc đạo thì chúng ta hát thì không hát trước chánh điện được. Cho nên chúng ta tổ chức ở dưới hội trường. Rồi, video đến đây là xin kết thúc. Cảm ơn quý Phật tử đó theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt.